hề ngon lắm ấy. Ngon đúng không anh? Ngon cực kỳ luôn. Nó dính chắc vào lưới nhỉ? Dính chẹt lắm. Đấy. Công đoạn gỡ này là mất thời gian nhất đúng không anh? Đúng rồi chú. À, 2 tiếng. Nói chung là mình lấy kéo mình cắt nó nhanh hơn. Kéo cắt xong rồi là dùng một lần, lưới dùng một lần luôn. À. Này mình phải ra khơi là khoảng từ mấy giờ? Ở 9 giờ đấy em ạ. 9 giờ làm mấy cái này này. 9 giờ ừ. Đi ra ngoài kia, à, kia. Bây giờ là khoảng 5 rưỡi ừ. Gỡ khó quá, gỡ bây giờ chưa được con nào luôn. Anh gỡ cái nhau không? Anh gỡ cái gì không? Thề luôn à, đây là một con cua đúng không anh? Đúng. Đây là một con cua khổng lồ. Đúng mùi vị biển luôn. Ui. Thực sự bây giờ mình mới biết là gọi là quăng chài kéo lưới. Bây giờ gỡ lưới ra là công đoạn còn kinh khủng hơn. Tưởng đâu kiểu người ta khi mà kéo lưới lên rồi nhặt là xong. Cô trong đây này. Bảo sao mà mấy con nó dính vào trong này nó chắc nhờ. Bất kỳ đâu, cấm mà. À. Lưới làm chứ. À. Ây à. Ôi mẹ con cua này. Vâng thưa quý vị và các bạn, tôi vừa được trải nghiệm một cái thứ công việc, đó là lấy những cái con hải sản từ trong lưới ra khi mà nó được đưa vào đất liền. Đây là một cái thứ công việc mà khó hơn rất là nhiều những gì mà tôi tưởng tượng. Và tôi biết rằng ở ngoài khơi kia, người ngư dân chúng ta phải đối mặt với rất nhiều những cái thứ công việc khác, áp lực, khó khăn và vất vả hơn rất rất nhiều. Ngày hôm nay, Cán Chris đang có mặt tại vùng biển Mũi Né, tỉnh Bình Thuận. Và trong chương trình Khúc Buông Can Truy lần này, Cán Chris sẽ gửi tới cho các bạn rất nhiều những câu chuyện hấp dẫn, lý thú đặc biệt và kể cả về bóng đá ở địa phương ở đây nữa. Các bạn đứng dưới mắt của màn hình và hãy cùng theo chân Cán Chris khám phá vùng country tại Bình Thuận nhá.
Trải nghiệm bóng đá đầu tiên của anh em chúng tôi là trận giao hữu vui cùng hai đội bóng là hai đại diện của các nhà hàng ở khu vực Bình Thuận. Team đỏ là nhà hàng Home và xanh là Viễn Phương Quán. Chơi bóng buổi chiều tà trên sân cỏ nằm giữa mênh mông cây lá xung quanh tạo nên một cảm giác rất là chill. Khán giả nhiều người trẻ biết thông tin cán Chris và ekip về đây đá bóng nên đã kéo ra xem. Phần còn lại là bà con sinh sống ở quanh khu vực này. Với cán Chris, ít hay nhiều khán giả thì vẫn cứ phải cháy hết mình, trình diễn thứ bóng đá đẹp mắt. Hôm nay đội lại có thêm cả Tuấn Bỉa, rồi sư phụ Trần Hải, những nghệ sĩ sân cỏ đích thực nữa thì nhất định bữa tiệc sẽ vô cùng thịnh soạn cho bà con đây. Sân bóng 7 người ở đây có kích thước như sân 9 ngoài Hà Nội, lại còn bắt Việt Vị nữa chứ, nên cán Chris và cả Tuấn Bỉa đều gặp khó để làm quen. Tiếp tục vẫn đang những pha chơi bóng dành cho bên dưới của nhà hàng Home FC. Nhà mẫu Trần Hải. Nhà mẫu Trần Hải chính là sư phụ của cán Chris. Rề mãi chưa thấy lối thoát, truyền qua truyền lái mic chưa có đường vào khung thẳng. Trong khi đó đội bạn chỉ cần vài đường lên bóng đơn giản là đã có bàn thắng. Đó là bàn thắng số dành cho bàn phía của nhà Vĩnh Phương có tình huống ghi bàn. Tuấn Bỉa. Cán Chris. Có thể thấy sự chăm sóc dành cho Cán Chris là rất đặc biệt. Sẽ có ít nhất là 3 cầu thủ áp sát vào mỗi lần mà Cán Chris thì chỉ cần cái nhất. Cú sút khá. Một pha dứt điểm rất tốt, tuy nhiên đội bóng đã đi vọt sang ngay thủ thành touch và đã không thể mang lại bàn thắng đi số dành cho bên phía của Home FC. Cán Chris dứt điểm mạnh, không vào, quá đáng tiếc cho Cán Chris khi mà sang ngang cả tư cho siêu phẩm buồn hai lần trong trận. Những tình huống tấn công của cầu thủ Home FC đang cho qua đôi chân của nhà báo Trần Hải, sau đó mới được triển khai lên phía bên trên. Có thể thấy thì đây là một trong những cầu thủ phòng ngự nhưng có khả năng kiến tạo rất cao. Nhà báo Trần Hải vẫn tiếp tục, nhà báo Trần Hải cầu bóng vẫn còn nam phổi rất khéo. Tuấn Bỉa vẫn là Tuấn Bỉa thì pha rời bóng rất chính chân. Cán Chris, vẫn là Cán Chris. Cơ hội tấn công. Có lẽ như đó là lỗi việt vị mất rồi. Cho lỗi chân mình để có thể dồn ép các đội bên phía của đội bóng là xem bóng nha. Cán Chris vẫn là Cán Chris. Nhưng anh đã bị ngăn chặn mất rồi. Và như vậy thì cảnh khói làm chiều. Và với những cảnh này thì làm tôi lại nhớ đến một bài thơ của nhà thơ Hồ Chí Minh. Đó là quyền điệu khi làm tâm tốt thụ, cô vân mạng mạng cầu thiên không. Sơn thôn thiếu nữ mau bao tốt mau hoàng lôi dĩ hồng. Có thể thấy thì chim mỏi về mình tìm chốn ngủ và sẽ để lại một màn đêm tối. Tuy nhiên thì những đốm lửa hồng đang chuẩn bị rực sáng dành cho trận đấu ngày hôm nay. Và hãy cùng chờ đợi Cán Chris và Tuấn Bỉa liệu có làm nên một bài thơ nào đó hay không. Tuấn Bỉa. Trận bóng này ngoài những nghệ sĩ biết làm thơ thì bên ngoài sân cũng có một bình luận viên văn chương lai láng luôn các bạn ạ. Anh bạn đấy đây, cũng là một bình luận viên rất có tiếng với giới phủi Sài Gòn. Tuấn Bỉa, thấy hình rất tốt, đang dẫn Tuấn Bỉa đi đe ra khu giữa sân. Khá chất lượng, cú sút ngay, không vào. Những pha thi chiến được cá nhân một lần. Đồng đội số 5, Nam Phổi. Những pha sẽ được bóng về tấn Nam Phổi. Cán Chris. Vẫn là Cán Chris. Tuấn Bỉa. Cơ hội đây rồi. Không vào. Vichyrbom đã kịp thời lao ra nhanh để tạo ra một tình huống kép góc. Và đó cũng là pha phòng ngự chắc chắn. Bây giờ thì tiếp tục sẽ ra một tình huống chủ động lấy bóng từ bên trái để hướng tấn công sức mạnh. Cơ hội đã Vichyrbom cho đây rồi. Tấn công. Ai cũng sút liên tiếp đã. Bóng hay là xem bóng đó. Rất khéo. Đột phá tốt. Một người. Nỗ lực kỳ bóng bầu. Chưa được. Vẫn là đúng rồi. Tuấn Bỉa. Không vào. Tiếp tục là sự may mắn vẫn chưa mỉm cười. Khi mà có sức mạnh.
chuẩn về á. Đừng có bước qua nữa bà nè. Qua đi. Quá khéo. Cán quyết. Tiếng còi đã vang lên. Có lẽ như trong trận đấu ngang chạm vừa rồi thì sẽ là một trận đấu đá phạt dành cho bên phía của câu lạc bộ Nhà Hàng Hương FC. Tiếp tục đá nhà báo trận này. Đó là sư phụ của Gatris. Cứ theo dần. Cơ hội tấn công cho Tuấn Vĩ. Đây rồi. Nhưng Tuấn Vĩ không thể có đường vào trong. Và lại là một tình huống cắt bóng sức. Rất khéo. Đây đang là những pha chủ động chơi bóng khá điềm tĩnh. Gatris. Một người là Gatris. Đường đầu quang. Tiếp tục là Tuấn Vĩ. Tuấn Vĩ cứu bóng. Bàn thắng thì chưa có, nhưng những diễn biến dưới sân có vẻ cũng đang khiến khán giả cảm thấy hào hứng. Hãy nhìn những khuôn mặt đầy tươi tắn này đi. Xin giới thiệu chút, đây là những người anh rất thân thiết trong chuyến đi lần này của mình. Sư phụ Trần Hải, một cây viết gạo cội của làng báo thể thao, cũng là một vũ công trên sân cỏ đấy. Anh Bình Hôm, chủ nhà hàng Hôm, vô cùng đam mê bóng đá với một nụ cười hôn hậu luôn nở trên môi. Còn đây là anh Nam Phủi, người kết nối tất cả đến với Bình Thuận quê hương anh. Nhìn nét mặt này, bạn có thể đoán anh là người như thế nào không? Hiệp 1 khép lại, team Canfris và những người bạn vẫn chưa có được bàn thắng khai thông thế bế tắc. Quả là một trận đấu đầy khó khăn. Nói chung là anh em Bình Thuận tuổi hơi gọi là lớn tuổi rồi, cân nặng cũng khá là nặng ký, nhưng mà đá rất là bài bản, kiểu bạc già ấy. Trong sân to họ biết là truyền ban rất đơn giản. Bây giờ thì Cán Quýt với Tuấn Vĩ sẽ phải cố gắng hết sức để gỡ hòa, ít nhất là gỡ hòa đấy. Đó là những pha bóng sức có thể mang lại những chấn thương, nhưng đội bóng Anh Thảo không mang đến điều đó. Quá người hay, Cán Quýt vẫn còn một pha bóng bị trong vị trí. Cán Quýt đột phá, vẫn là Cán Quýt. Những chấn thương, nhưng đội bóng Anh Thảo không mang đến điều đó. Quá người hay, Cán Quýt vẫn còn một pha bóng bị trong vị trí. Cán Quýt đột phá, vẫn là Cán Quýt không được. Sau rất nhiều nỗ lực nhảy múa thì quả ngọt cũng đã tới với vlogger Màu Mè. Pha này nhìn góc cao trông cũng xoành xoàng thôi, nhưng dưới góc máy slow motion thì cũng ảo phết để ghép thêm chút nhạc cho mọi người thưởng thức nhá. Nói chứ đá được hai chân cũng lợi đấy anh em ạ. Tốc độ được đẩy lên nhanh chóng, cơ hội vẫn còn dành cho bên phía đồng đỏ, căng ngang không được. Đang có những pha xử lý bóng rất khéo, xử lý bóng tốt, đột phá hay, cơ hội không vào.
Thế trận lớn lướt là vậy, nhưng tuyệt đối không thể xem thường những anh em luống tuổi thân hình hộ pháp bên đối phương được. Hãy xem pha phản công chớp nhoáng này. Và đó là tỷ số lên 4-2 để cho bên phía của câu lạc bộ Nhà Hàng Việt Phương. Đó là tinh túy trong chiến lược phòng ngự phản công nha. Chỉ một tình huống lên 4 thôi thì đó. Bỏ lỡ tương đối nhiều cơ hội, cuối cùng thì Tuấn Việt cũng ghi được một bàn thắng. Đúng phong cách đặt lòng lạnh lùng, gương mặt thì lạnh băng của người em tuổi Hợi. Tiếp tục là Cán Chris, Tuấn Việt. Tấn này tấn nào cũng điên. Tiền thực hiện rất tốt, tốc độ đẩy nhanh xuống trái. Đây, đó là bóng cơ hội. Tỷ số cao nhờ 6-3. Và cú sút góc gần đã khiến cho thủ môn người chắc chắn hơn. Thêm một pha làm bóng xuống bên trái. Anh đang trong và Vỉa và Cán cứ thế múa, còn đội bóng viên Phương Quán vẫn kiên định với lối chơi thủ phản sắc lẹm. Họ liên tiếp ghi những bàn thắng theo nhiều cách. Lúc này cả đội cũng khá mệt rồi và tinh thần cũng khá nản. Dù có cố gắng đến mấy thì Cán Chris cũng chỉ có thêm được một bàn thắng. Chẳng nhớ tỷ số nhưng đội mình thua cách biệt vài quả thì phải. Và như vậy trận đấu chúng ta cũng đã kết thúc và cảm ơn các bạn đã đến với trận đấu ngày hôm nay. Một trận đấu tuyệt vời. Chúng ta cũng đã có rồi hay quá. Rồi. Đây. Bắt tay. Thực sự là khâm phục các phủi thủ bạc già của Bình Thuận. Hôm nay Cán Chris và Tuấn Vỉa đã có một trải nghiệm nhớ đời. Mệt quá. Ai, Vỉa ơi là Vỉa ơi. Sao em đây? Em thấy nào? Thấy phủi ở Bình Thuận nhỉ? Khỏe anh ạ. Sân to. Sân to đội người ta khỏe quá. Người ta biết chơi bóng, vâng. Biết chơi cái cách bóng ở chơi bóng ở cái sân to này. Vâng. Còn anh em thì sao? Anh em mình nói chung là cũng khỏe nhưng mà không khỏe bằng người ta. Không, người ta biết đá. Nhưng mà biết đá là một cái thứ lợi thế rất là lớn. Cá nhân hay chưa chắc cả đội đã hay. Đó, chúng ta rút ra bài học. Rồi ok. Các bạn đừng rời mắt khỏi màn hình, hãy đến với những trải nghiệm tiếp theo của Cán Chris trong chương trình Football Country. Có thể có cơ hội gặp gỡ anh Cán Chris ngoài đời. Chính là anh Cán đấy ạ. Thôi thì đang đá Ả Rập. Nhưng Hà Nội hôm nay may mắn có bàn thắng. Đây là một cái dịp rất là vui. Em giao lưu với anh Cán. Và anh nghĩ là các em cần có người có tấm ảnh để kỷ niệm. Dễ múa rồi. Sự thật, một vài quả đầu mãi không lấy được bóng của anh ấy. Trông rất là cồng kềnh nhưng mà thực sự rất là khéo.
với Phan Thiết đến với giải bóng đá Baby Bóng Bự 2023. Vâng, thưa quý vị và các bạn, lúc này thì tôi đang có mặt tại một sân bóng ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Và ở đây chuẩn bị diễn ra một cái giải bóng đá rất là thú vị với cái tên gọi là Baby Bụng Bự. Đó. Và các cầu thủ khi mà tham gia cái giải bóng đá này sẽ phải đạt một cái tiêu chuẩn của ban tổ chức, đó là phải trên hạng cân 75. Và trước mỗi một trận đấu, có lẽ đây là một cái thủ tục độc đáo nhất trong các cái giải bóng đá phong trào ở Việt Nam nói chung. Thì các cầu thủ sẽ phải thực hiện một cái nguyên tắc, đó là đứng lên cân và sau đó xem là cái cân nặng của mình đáp ứng không. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ làm thủ tục với hai đội bóng trong cái trận đấu ngày hôm nay. Vâng, xin mời anh ạ. Hồi hộp không anh? Vâng, anh này 85 kg. Vâng, anh đủ tiêu chuẩn. Bên này sao ạ? Anh đội trưởng là 92 kg. Trời ơi. Ok, anh đủ tiêu chuẩn. Mời anh tiếp theo ạ. Bên này là 83 kg. Bên kia là 80. Ok. Đấy. À, 79.5 kg. Đủ tiêu chí. Bao nhiêu ạ? 81 không? 80, người đẹp như này á. Trời ơi. 85 kg. Bên này sao ạ? 80 kg. Vâng. 79 kg. Ok. Bên này là bao nhiêu ạ? 89 ạ. Vâng. Đấy. Bụng của anh là đại sứ thương hiệu cho cái giải này đấy. Anh này từ từ, anh này là rất nghi ngờ này. Anh trọng tài anh xem đi. Anh này là bao nhiêu ký? Rồi 73 kg rưỡi. 73 kg rưỡi có được đá không? Ok. Vẫn ok. Lần đầu tổ chức sẽ du di cho một vài trường hợp vài năm lạng đến một cân. 73 kg là rớt ạ. À rớt. Đấy, thế là anh kia là không đủ tiêu chuẩn để thi đấu. 80 kg. Ok. 76. Mày nhá. Quá mày. Và anh này sao? 86 kg. Ok, chúc mừng anh. Đấy. Ui. 83 kg. Ok. Bên này ạ. Anh đứng hai chân đi, anh ơi, trời ơi. 82 kg. Ok, chúc mừng anh. Rồi, như vậy là đội đỏ hoàn toàn là đủ tiêu chí đi tiêu chuẩn để thi đấu hạng cân từ 75 kg trở lên. Còn đội vàng là có một trường hợp. Dạ. Số bao nhiêu ạ? Số 8 nhá. Bên vàng là có một trường hợp số 8 là 73 kg, 73 kg rưỡi gì đó là không được thi đấu bởi vì chưa đáp ứng đủ hạng cân. Đấy, đề nghị là anh em tí nữa là giám sát là không cho cầu thủ số 8 vào sân. Bây giờ là mình chưa đủ hạng cân, 73 cân, 73 cân rưỡi. Thì có một cái phương án mà ban tổ chức đề ra, đó là anh ra kia anh uống khoảng 3 cốc bia để nâng cái hạng cân của mình lên. Thì anh có chấp nhận không? Bày tổ chức mà cho là buồn chơi luôn. Cảm nghĩ của anh như thế nào khi mà đứng lên cái cân lúc đấy? Nói chung là trước khi mà cùng với lại anh em trong đội tham gia giải thì mình là tầm khoảng 76-77 kg. Thì nói chung là trong khoảng thời gian mà tập luyện với đội để vào bước vào giải thì có một số vấn đề về gia đình. Nên là mình bị sút ký nó hơi trầm trọng một chút. Wow, như vậy là trong bao nhiêu lâu thì anh sút 3 kg đấy? Trong tầm khoảng cỡ 10 ngày thôi. Wow, như vậy là cầu thủ này có thể nói rằng anh trải qua một số những cái vấn đề không mong muốn và anh đã bị sút cân. Đấy, một điều rất là đáng tiếc. Nhưng em nghĩ rằng là thôi anh ra uống bia đi. Anh đi uống bia anh cải thiện cân nặng là ok. Rồi, ok. Và trước khi đến với trận đấu này thì có lẽ là mình cũng xin được đây để đấy. Rất quyết tâm. Đội bóng áo đỏ đang rất quyết tâm luôn. Đây có vẻ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch đây. Vâng, cho phép em được phỏng vấn anh thủ môn mấy câu thôi, cho em xin phép 30 giây thôi. Vâng, cảm nghĩ của anh như thế nào về cái giải đấu này? Giải đấu có lẽ lần đầu tiên được tổ chức đúng không ạ? Đúng rồi, lần đầu tiên thấy tổ chức cái giải 75 kg là dành cho mấy anh em cân nặng vượt thừa so với cái cầu thủ. Thì chung là có cái sự là thú vị. Dạ, cũng háo hức đúng không ạ? Vâng, trước giờ thì mình có một cái sân chơi nào đấy để mình thể hiện cái đam mê hoặc là cái kỹ năng của mình không ạ? Thì cũng có, nhưng mà điều cái đó đôi khi là quá sức. Thì vâng, đây là cái hạng cân đủ tầm để cho vâng mình đi đâu. Em nghe nói là các anh em là hầu như ngày xưa tập chuyên nghiệp ạ? Đúng rồi, tập bình thường. Wow. Tức là những cựu cầu thủ chuyên của bóng đá Bình Thuận. Dạ đúng. À vâng. Thật là tuyệt vời khi ngày hôm nay em được chứng kiến
những anh em là danh thủ một thời của Bình Thuận. Và em hy vọng rằng những cái hình ảnh này cũng sẽ truyền cảm hứng để bóng đá Bình Thuận phát triển hơn nữa trong tương lai. Một cái nơi mà em nghĩ rằng có rất nhiều yếu tố để phát triển cả mặt con người lẫn du lịch. Thì hy vọng sẽ có một cái đội bóng cho ra đội bóng chuyên nghiệp và thi đấu thật hay, cống hiến cho bóng đá nước nhà. Rồi, xin cảm ơn mọi người một lần nữa và bây giờ chúng ta bắt đầu ngay với trận đấu ạ. Hay đấy, trận này hay đấy. Sang cổ vũ cho đội vàng, đội đỏ mạnh lắm. Và chào mừng quý giả đến với sân vận động Vũ Hội, Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận để xem trận đấu đầu tiên của buổi chiều ngày hôm nay dưới khung khổ giải đá FA Baby Hùng Bự dưới Vui Store. Đây là trận đấu giữa sân ở đây là thi đấu sân to hơn ở ngoài Hà Nội, khung thành cũng to hơn và đá việt vị. Họ là những người đã giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên. Ôi kìa, tốt anh em, ok. Tập trung. Phải tập trung đấy, là người ta cần cái gì trước khi người ta muốn cái gì thì mình sẽ cần cái bắt bóng rồi. Đây, hồi nãy á, hồi nãy khi mà KOL á, người ta đang gì lát nữa khi mình làm á, từ nội máy này đủ ống á, người ta xích qua đây một xíu ngay cái khu chợ khu vực của trung tâm rồi hiệp á thì biểu cảm xúc của khán giả cái số đường nó lên 5-1 cho đội bóng Công Bình Chí Phút. Phát một pha leo huyền rất tốc độ và chúng ta pha dứt điểm từ góc khác và thủ môn Thanh Phạm đã có tình huống oi bóng ra. Thì theo anh á, bất cứ tỉnh nào cũng vậy, sau cái mùa hè á, là những cái giải đấu rất là hấp dẫn và những cái rất là khốc liệt ở các tỉnh gần như là như vậy. Thì ở đó thì những anh em nặng ký họ chỉ ngồi coi thôi, họ chỉ ngồi xem thôi, nhưng mà trong họ cũng có những cái khao khát, vẫn muốn được đá bóng mà vẫn muốn được cống hiến. Thì sau khi mà anh hỏi ý kiến của mấy anh em báo chí truyền thông đó thì anh đưa ra một cái ý nghĩ này. Và đây cũng là cái cách để anh suy nghĩ thôi. Đây là một cái cách để cho người ta chú ý tới quê hương anh. Vốn dĩ nó là một cái vùng chủng về bóng đá chuyên nghiệp cả vào phong trào. Thì đó là, và từ đó anh ôm ấp và anh quyết định anh sẽ làm cho bằng được cái giải đấu này.
Yeah. Wow. Vâng thưa các bạn, đây là một cái cảnh quay mà chúng tôi cường điệu lên để cho nó ngầu thôi. Quý vị không bắt chước và làm theo nhá. Còn ở đây thì tôi có một cái trải nghiệm khá là thú vị, đó là sẽ ngồi uống cà phê ở những cái quán cà phê trên những chiếc xe lưu động như này, rất là hay. Bạn ơi cho mình xin một quả dừa. Đấy, ua. Quá là thơm mát luôn. Những cái quán cà phê lưu động kiểu như thế này là một cái nét đặc trưng rất là thú vị ở Bình Thuận. Nhưng hoặc là quý vị cũng có thể trải nghiệm ở một nơi khác. Đi theo tôi. Vâng, và quý vị cũng có thể lựa chọn một cái địa điểm như ở trên này để thưởng thức một trái dừa rất là ngon. Tôi đang có mặt tại Bào Trắng Garden, một cái quán cà phê phải nói rằng rất là chill, thuộc xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Đây thực sự là một cái địa điểm quá lý tưởng cho những người thích sống ảo như là tôi. Đây, những cái khu check-in chắc chắn là sẽ có những bức ảnh rất là đẹp đây. Ngồi đây cảm nhận cái không khí vô cùng trong lành. Nắng rất là to, vẫn rất là nắng, nhưng những cái cơn gió mát lộng và đưa theo những cái hương thơm của cỏ cây hoa lá khiến tôi ngồi đây mà cảm thấy vô cùng là thư thái luôn thưa các bạn. Ở đây thì tôi cứ thắc mắc cái từ bầu trắng, thì từ bầu ở đây nó giống như cái từ bầu của mình ấy, bầu nước đấy, bầu sữa. Thì bầu ở đây tôi được nghe kể là ở xa xa kia cái chỗ bãi cát trắng ấy, cái bãi cát khổng lồ, thì lại xuất hiện ở giữa đó hai cái bầu nước, hai cái bầu nước gọi là bầu ông và bầu bà đó. Và đấy là lý do tại sao mà cả cái khu này tên là Bầu Trắng. Đây là xã Hòa Thắng, và mọi người nói vui rằng là lên đây mà làm ăn kinh tế thì không hòa thì cũng thắng đó. Và một trong những cái lý do khiến cho mọi người tin vào điều đó đấy là thiên nhiên rất là ưu đãi. Ông chủ của quán cà phê này nói với tôi rằng mấy chục năm qua anh ở đây chưa bao giờ dính một cơn bão nào thưa các bạn. Đấy là những cái điều mà tôi được nghe, và thực sự đấy là thứ mà mình rất là ấn tượng. Hy vọng cán Chris cố gắng là cầy tiền để sau này có chút ít vốn liếng lên đây đầu tư làm ăn, không hòa cũng thắng.
Rồi, ok. Vâng, thưa các bạn, là tôi cũng là một người khá may mắn khi được trải nghiệm rất là nhiều nơi và được ăn hải sản ở rất nhiều cái vùng biển thuộc mảnh đất hình chữ S của chúng ta. Nhưng mà đến đây thì có người khẳng định với tôi rằng ở cái khu vực biển Hòa Thắng này có hải sản ngon nhất Việt Nam. Đấy, xin giới thiệu anh Nam Phủi, là một cái người gọi là người con của Bình Thuận và đã dám khẳng định cái câu đấy. Anh có dám khẳng định câu đấy không? Chính xác, anh không dám tự tin nhưng mà anh cũng may mắn cũng được đi nhiều với Như Cát. Dạ. Thì anh cũng có ăn hải sản một số nơi, đặc biệt ngay cả tại khu vực Bình Thuận luôn. Dạ. Chứ không riêng gì, ngay cả Bình Thuận. Ừ. Và một tỉnh nhưng mà những vùng biển cũng được khác nhau. Dạ. Thì anh vẫn khẳng định là có thể ở đây Hòa Thắng, hải sản của Hòa Thắng, từ ốc hương, từ mực, từ ghẹ, là nó có, không biết do thiên nhiên đã tạo ra những cái tối ưu cho cái vùng đất này hay sao. Ừ. Mà hải sản ở đây rất là ngon. Ngon. Là, ngon, có thể là ngon gì nhất luôn đó. Có thể là ngon nhất Việt Nam luôn này. Hải sản ngon nhất Việt Nam tại Hòa Thắng, Bình Thuận. Ok, nhưng mà lý do tại sao lại ngon nhất? Thì theo thông tin anh tìm hiểu sơ thì đó là trên thế giới đó có khoảng 4 vùng nước nổi. Thì đặc biệt từ khu vực qua Mũi Né một chút tới khu ở đây gọi là Ngã Ba Dù. Ngã Ba Dù. Dạ. Ừ. Thì là cái vùng nước đó, nước lợ nó lại tạo ra những cái sản phẩm hải sản này nè. Ừ. Nó có cái vị rất là khác biệt và nó rất là khác biệt đúng không? Nó chắc. Ừ. Rất là ngọt. Ừ. Nghe anh nói thế nãy giờ là thèm lắm rồi. Bây giờ anh em mình chiến luôn thử xem như nào. Đây là cá trích đúng không anh? Cá trích okay. Cuốn. Cũng là một cái loại cá mà em rất là thích ăn. Đặc sản của Phan Thiết. Cái này, cái này thì nhiều đặc sản ở nhiều nơi cũng vẫn có cá trích này. Đúng rồi, Phú Quốc em từng ăn rồi. Nó lại khác nhau. Mỗi nơi một mình bày khác nhau. Ok, thế em thử cá trích ở đây xem sao. Ăn thử đi em, cũng thử đi. Đây là sư phụ mình nhá, sư phụ thì tí sẽ xuất hiện ở sân bóng, còn ở bàn nhậu này thì anh em mình ăn uống đã. Làm nhẹ cả đã. À, làm nhẹ cả. Ok, mời mọi người nhá. Okay. À, đây thử món này trước nhỉ anh ạ. Ừ. Cá rau em. Ôi nhưng mà cái này chấm. Nó bị teo mất rồi. Em lấy cuốn mới này cắn nè. Dạ. Cuốn bánh tráng mới nè em nè. À vâng. Em nhúng vào nó bị teo mất rồi. Ừ, lấy bánh tráng mới, em nhúng nhẹ thôi. Đây, em làm hướng dẫn em. Rồi, em cứ bỏ cái này lên, không có gãy đâu. À, không gãy. Rồi em thấy một ít rau đi. Ghẹ này em rất lười ăn vì là nó cứ phải bóc. Nhưng mà hơi tiếc là mùa này hải sản nó hơi vắng nên con ghẹ hôm nay nó cũng hơi nhỏ. À, hơi nhỏ. Nó đất cũng là người bản địa ở địa phương này. Vâng. Đó, đất đang biểu diễn cho em đó. À. Đó. Ừ, nhiều cá thế hả anh? À, nhiều cá nhiều rau. Đậm tình miền Trung. Ở đây là thổ địa đất Hòa Thắng. À đây, và đây là miền Nam rồi chứ anh nhỉ? Đúng rồi, đây là miền Nam. Nam Trung Bộ. À đây đây, ok. Em mời anh. Ok, anh cảm ơn. Mời lại sư phụ. Thử món cá trích tại Bình Thuận xem như nào. Chấm đậm đà luôn. Mời các bạn nhá. Em thấy ngon lắm ấy. Ngon đúng không anh? Ngon cực kỳ luôn. Thịt nó ngọt. Ừ. Ngọt nó thơm. Và cái nước chấm này cũng rất là ngon. Ừ, nó vừa phải, nó không bị mặn. Đúng rồi. Nó không bị mặn, nó ngọt ngọt, nó thanh thanh. Cộng thêm với cả rau với vị này nữa. Có một số người ngon cực. Về du lịch ở Phan Thiết á thì nói cái hải sản của Phan Thiết nước chấm Phan Thiết hơi ngọt, nhưng mà ở đây thì nó cũng có những cái công thức riêng. Ngọt, em thích ăn ngọt. Ừ. Ngọt lắm, ngọt lắm. Trời ơi. Cá trích cũng là một trong những loại em thích ăn đấy, cực kỳ thích ăn luôn, gỏi. Cái nó không bị vị tanh, nó không còn vị tanh nữa, rất là thơm, ngọt, ngon. Ok, anh em lại rô cái nữa nào, mời anh nhá. Ok, rô. Để nó nhổ hết được cả cái phần đuôi của nó nữa. Ăn thử, ăn ngoài này no luôn này.
ốc hương khổng lồ. Chấm hết luôn. Chấm hết luôn. Anh ngon không? Quá ngon. Nhưng mà chất lượng sao? Quá ngon luôn. Nó ngọt đúng không? Let's go, let's go, let's go, baby. Let's go, đi, 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 đi. Vâng, thưa các bạn, là mình đang ở sa mạc Sahara. À, đi, đi, đi. À, phải nói tiếng Ả Rập nó mới hiểu. Alakaska, alaka, alaka. Đi, 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 đi em ơi. Đi, let's go. Ok, ghê quá. Vâng, đây là một cái hình ảnh mà chúng ta, có lẽ là tôi, với tôi là cực kỳ lạ. Bởi vì ở Việt Nam, và đặc biệt là ở Bình Thuận này, thì chúng ta đều thấy hình ảnh của những chú lạc đà, những cái hình ảnh vốn rất là quen thuộc với các cái vùng sa mạc ở Ả Rập. Rất là thú vị. Thực ra là tôi muốn cưỡi lên con lạc đà đấy, nhưng mà thấy những người chăn lạc đà ở đây bảo là em nó mới tiêm. Ui ôi, em nó mới tiêm chân nữa thôi, mình thương. Nhìn em nó hiền hiền, nhưng mà thực sự là có cái câu ông bà ta là mồm chó vó ngựa, nhưng mà đây có cả mồm lạc đà, vó lạc đà luôn, trông ghê quá. Đi đi em, thôi anh em về nhá. Đi đi đi. Ô, anh thương nhá. Ôi dồi ôi, nhìn cái mặt thương chưa? Rồi biết rồi. Sao mà buồn thế? Người yêu giận à? Hả? Cái mặt đáng thương thế này hay là đói? Thôi đi về đi, đi. Ui ôi. Không nghe thật. Cán Chris chinh phục những cung đường cồn cát tại Bình Thuận. Let's go!
Vâng, thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên tôi được cưỡi trên cái con xe này. Và tôi cảm giác rất là tê luôn. Kiểu như là nó đánh cái tay của mình đi sang bên này mà kiểu như cảm giác có thể ngã bất kỳ lúc nào ấy. Thực sự đây là một cái cảm giác mạnh khủng khiếp luôn. Và là một cái thứ trải nghiệm vô cùng đáng nhớ. Nhưng mà tôi nghĩ là thử nghiệm đấy thôi, chứ cũng không nên thử nhiều đâu. Tai nạn có thể ập đến bất kỳ lúc nào mà chúng ta không thể biết được. Rất là ghê, nhưng nói chung là rất là phê. Cán Chris Tuấn Vỉa với bóng đá Bình Thuận. Sau trận thua trước, ban tổ chức đã gấp rút mời bổ sung thêm anh Đại Neymar cùng anh Hiếu Gấu từ Sài Gòn lên để gia tăng hàng công cho đội bóng khách. Đối thủ đội chủ nhà mặc áo xanh thì thực ra cũng gồm những anh em văn phòng tên là OBC, nhưng các bạn sẽ thấy một vài cầu thủ rất hay. Sau hỏi ra mới biết toàn hào kiệt xứ Duyên Hải Nam Trung Bộ, chỉ là bị chấn thương hoặc là tuổi không còn trẻ thôi, chứ kỹ năng dứt điểm của họ thì vẫn rất là đỉnh. Bên này có anh Hiếu Gấu cũng khiến mình vô cùng bất ngờ lần đầu tiên được đá với anh và cảm nhận rằng là anh đúng là một cầu chuyên khét tiếng. Ở tuổi trung niên, phong thái điềm đạm và thể lực sung mãn, anh vẫn có được những pha xử lý vô cùng đẳng cấp. Cứ thế hai bên ăn miếng trả miếng, khiến khán giả được xem nhiều pha bóng rất bắt mắt. OBC với lợi thế sân nhà cùng việc thi đấu gắn kết đã giúp họ có liên tiếp những bàn thắng. Tưởng như sẽ lại là một trận thua thảm nữa với Cán Chris và người em tuổi Hợi. Còn từ đấy thì ngày hôm nay các đầu bên phía của team truyền thông họ có một sự sắp xếp đội hình không toan tính. Rất nhiều những sự khó khăn. Dứt điểm ngay! Có thể thấy thì trong đấu ngày hôm nay như nhà báo Trần Hải đã nói có đến tận 3 thắng quẩy rồi cán Chris. Tuy nhiên bây giờ đã được cơ hội cho Joe Messi. Và chúng ta hãy cùng chờ xem tổ đấu thứ hai của OC sẽ thể hiện như thế nào. Bây giờ là cán Chris. Vẫn là những pha chéo quẩy đến từ idol cán Chris. Hiếu Gấu ra đây, không vào. Đến từ Tuấn Vỉa, cơ hội Tuấn Vỉa đứng chuyền cho đại cán, vẫn chưa thể đưa ra một cú dứt điểm cuối cùng. Hiếu Gấu, pha xử lý rất khéo của Hiếu Gấu. Nhưng vlogger mùa mè không thể để chương trình của mình nhạt nhẽo được, anh quyết định là sẽ bùng mọi khả năng của mình ra. Và thành quả là đây, anh em thấy không? Sút bóng được cả hai chân là lợi vô cùng luôn nhá. Thực hiện thêm một vài động tác kiểu step over này, rồi kết hợp thêm với động tác giả nữa, nhìn cũng mượt đấy nhở. Màu thì cũng màu đấy, nhưng mà cán Chris đá cũng ok phết đúng không anh em? Vẫn chưa thể cướp được bóng trong chân của Tuấn Vỉa. Đi bóng hay, Hiếu Gấu tiếp tục là pha trọng biên, và đó vẫn sẽ là cán Chris. Cán Chris sức đẹp vẫn còn không vào. Có thể đấy thì ngày hôm nay bên phía đội hình của team truyền thông họ vừa đang chơi rất hay. Định khoe mẽ thêm thì gặp đúng quả tiền bối anh Hiếu Gấu, sút chân trái còn dị hơn. Chán luôn. Một cái chân trái thực sự là quá lợi hại. Và nếu như nhìn về ngoại hình của Hiếu Gấu, nhìn về cú dứt điểm chân trái của anh, chúng ta chỉ phải nghĩ đến hình ảnh của Robben. Biết là anh Đại Neymar và cả sư phụ Trần Hải cũng ngứa ngáy lắm rồi, nhưng trên sân nhiều thợ múa quá đâm mọi người chắc cũng phải tiết chế. Hiệp một khép lại, phần thắng vẫn đang nghiêng về đội chủ nhà. Nam Phổi,
hiệp 2, những diễn biến mới thực sự hấp dẫn. Mời các bạn cùng xem nhé. Tỷ số chung cuộc là 7 đều nếu tôi nhớ không nhầm, hoặc là 8 đều gì đó. Một kết quả đậm chất giao hữu vui vẻ, rất nhiều tiếng cười, rất nhiều niềm vui. Bóng đá đã kết nối những con người xa lạ khắp mọi miền Tổ quốc, mang đến vô vàn cảm xúc cho tất cả chúng tôi. Và đó cũng là đoạn kết trong chuyến đi lần này của Cán Chris và ekip Football Country thuộc NK Media. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo. Thì có vẻ như vị trí thủ môn phía đội bóng OBC đã tay vào đó chính là Thảo Phạm. Đầu chấn thương ở đầu một thì lúc này Thảo Phạm đã trở lại sân. Và lúc này thì trọng tài đã cắt còi rồi, chúng ta hãy cùng chờ xem. Tài đang cầm sẵn trên tay một chiếc thẻ. Và có vẻ như đó là một tiền phạt được rút ra dành cho Nam Bùi. Không biết là có chuyện gì xảy ra trong tình huống vừa rồi. Anh Nam Bùi. Và trong tình huống vừa rồi thì đó là một pha giã vờ ngã của anh Nam Bùi. Cán Grip và lúc này thì Cán Grip đã thành công lập cho mình một cú đúp. Bàn thắng thứ đi bóng rất hay, cơ hội cho Tiên Tiến Thông. Tuấn Vĩ ở đường chuyền, Nam Bùi khóa trống, dứt điểm không vào. Đó là nỗ lực dứt điểm của Đại Cán. Pha giả sút rất hay, chân trái không vào. Một pha bay người đến từ người nhện Thảo Phạm. Mặc dù năm nay Thảo Phạm đã 35 tuổi, nặng 85 cân, nhưng pha bay người vừa rồi Đại Neymar, Tuấn Vĩ. Và đó là bàn thắng thứ 7 số dành cho bên phía của team Truyền Thông. Bây giờ thì sẽ có một tình huống phạt góc. Đường truyền về tuyến ngay dành cho Cán Chris. Cơ hội cho Cán Chris đây rồi. Tìm kiếm khoảng trống nhưng vẫn chưa có. Anh đang nhảy múa trước vòng cấm. Nhưng đây là đường trong kè rất hay cho Hữu Đấu. Cán Chris ngăn chặn tốt. Tiếp tục là Cán Chris. Vừa rồi là một tình huống gấp bóng qua đầu. Vừa đây những pha chơi bóng dành cho bên phía của OBC. Giật tay, dứt sút. Oh! Tay phải. Đại Neymar. Đường truyền về. Dứt điểm ngay. 6 đều rồi. Hai bàn thắng. Làm gì đây? Dứt điểm. Đột phá hay.
đập nhà ăn đi. Không rồi. Ngài đã làm quá nhiều tại sân cỏ 11 người của sân chơi bóng đá Hồ Chí Minh và 7 đều. Và cuối cùng thì bộ tứ siêu quậy bên phía của team truyền thông cũng đều đã ghi bàn. Đó là nhà báo Trần Hải, Tuấn Vĩ, Giang Chris cùng với đại Neymar.